Xin được kính chào toàn thể các khán thính giả, toàn thể các quý vị và các bạn trong bộ ngoại nước. Thưa quý vị, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm việc đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn làm việc cho đến khi chút đi hơi thở cuối cùng. Đây là sự chia sẻ của cán bộ nhân viên y tế nơi đây. Mọi người còn nhớ về nghị lực, lạc quan, chiến đấu với bệnh tật, sự tận tâm với công việc và tình cảm ân cần. Chia sẻ của ông dành cho các cán bộ y tế. Tổng bí thư làm việc đến khi cuối đời. Đối với các y bác sĩ bệnh viện, thì Tổng bí thư là một bệnh nhân rất đặc biệt bởi ông luôn là người phối hợp tuân thủ trong công tác điều trị bệnh tật của mình. Thiếu tướng Lê Hữu Song Giám đốc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ sau mỗi lần xin ý kiến Tổng Bí thư về phương án điều trị, sử dụng các kỹ thuật chăm sóc, ông đều nói một câu rất ấm lòng: "Tuân chỉ điều ấy giúp cho chúng tôi tự tin hơn và mong muốn được chăm sóc Tổng Bí thư một cách tốt nhất." Ông cũng chưa bao giờ khó chịu với việc chăm sóc của nhân viên y tế và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn kiên trì để điều trị trong suốt quá trình điều trị của tổng bí thư mặc dù tổng bí thư rất mệt nhưng tổng bí thư vẫn luôn cố gắng tập từng bước để sức khỏe bình phục trở lại có lúc mệt mỏi không muốn ăn nhưng tổng bí thư vẫn cố gắng ăn theo tiêu chuẩn để có được sức khỏe tốt để tiếp tục công việc của mình đặc biệt trong những ngày cuối sức khỏe của tổng bí thư yếu dần đi Tổng bí thư vẫn luôn duy trì cường độ làm việc ấn tượng đó khiến cho mọi người thấy mình quá nhỏ bé. Thiếu tướng Song nói là người trực tiếp chăm sóc cho Tổng bí thư trong nhiều năm qua. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông kể, khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng hàng ngày thì Tổng bí thư nghe các trợ lý thư ký báo cáo về tình hình công việc từ sau 10 giờ 30 vào buổi chiều thì Tổng Bí Thư dành thời gian tiếp các lãnh đạo đảng, nhà nước. Khi nào thấy sức khỏe tốt thì Tổng Bí Thư ngồi đọc tài liệu, nghiên cứu tài liệu. Ông đã làm việc cho tới hơi thở cuối cùng. Ngày 13 tháng 7, ông vẫn làm việc, nhưng chúng tôi phải dặn. Chúng tôi phải đặt ống thở máy, giây phút cuối cùng biết không thể cứu nổi Tổng Bí Thư chúng tôi cảm thấy như mình sắp xa một người cha vậy. Một người ruột thịt, nhiều người đã bật khóc. Chúng tôi thấy rất buồn, trống vắng và hụt hẫng, tiếc thương như mất đi điều gì đó thiêng liêng, không thể tả nổi. Phó giáo sư, tiến sĩ Đông đã tâm sự, kỷ niệm về lãnh đạo gần gũi, hóm hình. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng nhớ về những kỷ niệm trong quá trình chăm sóc tổng bí thư nguyễn phú trọng và ấn tượng bởi một vị lãnh đạo giản dị mộc mạc hiền lành hóm hình khi gặp chúng tôi ông luôn hỏi han xem con cái của chúng tôi đi học thế nào các cháu bao nhiêu tuổi có khó khăn gì không những lúc ông ngồi ngắm sông hồng và đi bộ ngoài hành lang của khoa đi bộ buổi sáng và buổi tối ông luôn nói chuyện rất vui vẻ lạc quan trong thời gian điều trị gần như ông không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi tỉnh giấc ngoài thời gian uống trà buổi sáng tập thể dục thì ông còn dành thời gian đọc báo làm việc tiếp khách khi nào mệt thì tổng bí thư sẽ điều sẽ đề nghị được nghỉ ngơi bà hồng xúc động nhớ lại theo bà hồng tổng bí thư cũng rất là thích hát bài ca bắc sơn khi đó thì các anh em trong ca trực đều tập trung cùng với ông và hát cùng vài câu. Bắc Sơn, nơi đó xa trường xưa. Bắc Sơn, đây núi rừng chiến khu, không khí rộn cả góc hành lang. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nước, vì dân đến hơi thở cuối cùng. Cho đến sáng ngày 13 tháng 7 vừa rồi, bác vẫn nghe báo cáo công việc. Tối 13, bệnh trở nặng, không làm việc được nữa. Chúng tôi phải đặt máy thở cho bác. Bác đã làm việc đến tận giờ phút cuối cùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông, nguyên chủ nhiệm khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ riêng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động kể lại. Những ngày sau đó, dù sức khỏe yếu hơn, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn cố gắng làm việc vì mọi người vẫn đến báo cáo công việc và trao đổi cả sáng lẫn chiều bác luôn trả lời câu hỏi của mọi người mặc dù vậy các bác sĩ chỉ cho thời gian ngắn để tổng bí thư tiếp xúc với mọi người khi cho bác thở máy ai cũng hy vọng bác vượt qua dù tiên lượng không tốt ai cũng làm hết sức và làm tất cả những cái biện pháp tốt nhất để phục hồi cho bác nhưng đến ngày cuối cùng là ngày 18 thì tiên lượng rất xấu, bác không vượt qua được. Mọi người rất buồn, ở đây không nói về bác với vai trò lãnh đạo cấp cao mà về tình cảm. Mọi người coi bác như là người bác, người anh, người nhà của chúng tôi. Chúng tôi thấy rất buồn, trống vắng, hụt hẫng, tiếc thương như mất đi điều gì đó thiêng liêng không thể tả nổi. Bác sĩ đông tâm sự, giường bệnh nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong những ký ức của những người hàng ngày gắn bó với Tổng Bí thư ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ông luôn quan tâm, chu đáo với những người xung quanh, nhớ những lần đi công tác xa về hoặc lâu ngày không gặp Tổng Bí thư thì luôn hỏi han ân cần, trò chuyện với chúng tôi. Chị Nguyễn Thị Xoa, khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, một trong những người lo bữa ăn hàng ngày cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ. Kỷ niệm với bác Trọng thì nhiều, nhưng ấn tượng với tôi là bác luôn quan tâm tới mọi người, dù bận rất nhiều công việc. Nhưng ngày 8 tháng 3 năm ngoái, khi tạm biệt khoa về nơi làm việc, thì Tổng Bí thư đã tận tay tặng cho mỗi nhân viên nữ một bông hoa hồng rất đẹp. Bác là lãnh đạo cao nhất của đảng, nhưng có những quan tâm rất riêng đối với cán bộ nữ khiến cho chị em chúng tôi rất cảm động và chân quý chị xoa tâm sự nhưng có lẽ ấn tượng nhất với các cán bộ nhân viên y tế nơi đây là làm việc bền bỉ của tổng bí thư nguyễn phú trọng dù nhiều lúc mệt mỏi nhưng ông vẫn làm việc rất khoa học tranh thủ mọi lúc mọi nơi bác ở trong này có lịch làm việc rất là cụ thể rõ ràng ví dụ ngày hôm nay tiếp ai công việc gì bác có lịch hết buổi sáng hàng ngày có các đồng chí là thư ký, trợ lý, tránh văn phòng đến báo cáo công việc. Sau đó bác sẽ sắp xếp lịch như trong tuần tới sẽ gặp ai, làm việc gì, giai đoạn đầu bác vẫn khỏe thì đều để ra lịch. Từ 8 giờ, 9 giờ là làm việc, từ 10 giờ đến 11 giờ ngồi đọc sách, tài liệu và viết. Buổi chiều khoảng 2 giờ, tức là 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 đọc tài liệu. Mặc dù bác vào trong này điều trị nhưng vẫn duy trì lịch làm việc khá là đều đặn. Có những hôm bác quá mệt thì không thực hiện đúng, còn đa số bác thực hiện rất đúng, nỗ lực làm việc đến những ngày cuối cùng. Tiến sĩ Đông nhớ lại. Tôi hay đi công tác với bác, sau khi bác đi công tác ở các tỉnh về, bác rất vui, bác cũng cẩn thận hay hỏi chuyến đi công tác thế nào, có ai có ý kiến gì không. Chúng tôi thấy các địa phương muốn bác đến chỉ đạo cho địa phương những cái cụ thể rồi rất là tình cảm. Bác để lại cho những người dân rất lớn và dân rất quý. Bác rất là vui và bảo sẽ cố gắng nếu sức khỏe cho phép sẽ đi công tác nhiều tỉnh hơn. Ông Đông kể, ấn tượng nhất với tôi là sự giản dị của Tổng Bí thư, mọi người đều biết Tổng Bí thư là một người rất đơn giản, không cầu kỳ trong trang phục. Tổng Bí thư nói ưa sự đơn giản, mặc đồ cần thoải mái. Nhưng khi tiếp khách quốc tế hoặc những sự kiện quan trọng của đảng, nhà nước, Tổng Bí Thư luôn cẩn thận, chỉn chu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông, bác sĩ riêng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn đối xử chân thành như người thân với các bác sĩ và điều dưỡng. Biết bác sĩ Đông từng học ở Nga, thỉnh thoảng Tổng Bí Thư vẫn hỏi chú Đông còn nhớ tiếng Nga không? Đây là những câu từ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi han các bác sĩ thật là tình cảm thưa quý vị. Vài ngày sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong câu chuyện với chúng tôi, giọng chị Nguyễn Thị Xoa vẫn nghẹn ngào nhiều năm qua, chị là một trong những người lo từng bữa ăn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy mà giờ đây công việc quen thuộc ấy không còn nữa, căn phòng trước bàn mỗi ngày thì Tổng Bí thư dùng bữa giờ đây trống trải. Tổng Bí thư đã về với cõi lành để lại một khoảng trống không dễ bù đắp những người ở lại, chị xoa, bảo vẫn đâu đây như giọng nói của Tổng Bí Thư. Trả lời, câu hỏi của chị, sáng mai bác muốn ăn gì ạ? À? Luôn là giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và kèm theo tiếng cười. Cho bác ăn mì tôm, cho nhanh. Bác ăn uống rất đơn giản, ăn theo chế độ bệnh lý. Tôi và cô Tám lo sức khỏe của bác, luôn muốn đổi thực đơn cho bác phù hợp. Hỏi hôm nay bác muốn ăn gì, bác chỉ cười hiền. Các cô cho bác ăn gì cũng được, nhưng có món sở trường của bác luôn luôn đó là ăn mì tôm nhưng vì cái điều kiện sức khỏe chúng tôi cho bác ăn được không cho bác ăn được nhiều chị xoa trở lại tức là chị xoa nhớ lại thi thoảng mấy chị em lại nấu phở hà nội để cho tổng bí thư bác là một người hiền lành một người thật sự là rất tình cảm mong rằng bác về nơi ấy được an nghỉ và bác sẽ phù hộ độ trì cho toàn thể đất nước việt nam ngày càng phát triển đi lên xin được chân thành cảm ơn tới các quý vị đã quan tâm theo dõi xin chúc cho mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống